Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 8. Này đồng tử, do đó Đại Bồ Tát vì muốn cầu Tam Muội này nên cần phải tu thiện căn, thực hành pháp thí hoặc tài thí. Nhờ sự bố thí này, dùng bốn sự hồi hướng để hồi hướng những gì là bốn. Một, phương tiện thiện xảo của chư Phật quá khứ nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng nguyện được phương tiện quyền xảo ấy, dùng căn lành này hồi hướng quả Bồ đề. Đó là sự hồi hướng thứ nhất. Hai, ở chỗ thiện tri thức nghe nói về phương tiện thiện xảo như vậy nên thọ trì đọc tụng rồi tu học theo. Nhờ phương tiện này khiến cho con được thành tựu Bồ đề vô thượng. Con nguyện luôn luôn được gặp thiện tri thức và dùng căn lành ấy để hồi hướng, đó gọi là sự hồi hướng thứ hai. Ba, con nguyện tất cả của cải có được đều cùng thọ dùng với tất cả chúng sinh và dùng căn lành này để hồi hướng, đó gọi là sự hồi hướng thứ ba. Bốn, con nguyện cho thân con trong lúc sinh ra bất cứ nơi đâu được tiền của được pháp bảo để nhiếp hộ lợi ích tất cả chúng sinh. Con nguyện thường được thân hình như vậy và dùng căn lành này để hồi hướng, đó gọi là sự hồi hướng thứ tư. Này đồng tử, vì bốn sự hồi hướng này nên đem tất cả căn lành để hồi hướng. Lại nữa này đồng tử, Đại Bồ Tát vì cầu Tam Muội này hoặc tại gia hay xuất gia, dùng tâm không vui nịnh quanh co, phụng sự người trì giới. Nếu ai hay trì Tam Muội này hoặc giới hoặc xuất gia hay tại gia, nếu người ấy gặp kẻ bệnh khổ khốn đốn thì đem máu thịt trong thân mình để làm cho họ hết khổ. Nếu có người thành tựu tính tâm tăng thượng thì Bồ Tát dùng tâm bất động và tâm thanh tịnh để cấp thí cho họ. Này đồng tử, về thời quá khứ A Tăng Kỳ, vô lượng vô biên không thể xưng, không thể lường, số kiếp rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ có một đức Phật hiệu là Bất Khả Tư Nghì, nguyện thắng khởi vương Phật Như Lai, ứng cúng trang biến tri, minh hạnh tốt thiện thệ, thế nhân giải vô thượng sĩ, đều ngự trượng phu, thế nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri ấy, ngay ngày hôm đó thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật biến ra vô lượng vô biên ứng hóa thân chư Phật mà thuyết pháp, khéo điều phục vô lượng chúng sinh, an trí nơi họ nơi đạo A-la-hán vô lậu, cũng là kiến lập vô lượng chúng sinh nơi quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, được không thoái chuyển. Bất khả tư nghì nguyện thắng khởi vương Phật Như Lai ấy, ngay ngày hôm đó tuổi thọ đã tận, liền nhập vô dư niết bàn, chánh pháp trụ ở thế gian 84.000 ức na do tha 100.000 năm. Này đồng tử, Đức Phật Bất Khả Tư Nghì nguyện thắng khởi vương ấy sau khi pháp chánh pháp diệt, vào thời mạt thế có vô lượng tỳ kheo chấp kiến. Các tỳ kheo ấy đối với các tu đà la như vậy mà không ưa không thích, không sinh lòng tin, phỉ báng chê bai. Nếu có ai thọ trì được những kinh như vậy liền bị các kẻ ấy bức não nơi thân, buông lời chê trách, thậm chí còn bị giết chết. Các ác tỳ kheo ấy vì tham đắm lợi dưỡng và sự cung kính cho nên giết chết 2 vạn tỳ kheo thọ trì kinh này. Này đồng tử, bây giờ trong cõi Diêm Phù Đề này có một vị quốc vương tên là Trí Lực. Ông ta đã từng thọ trì chánh pháp, hộ trì chánh pháp, nguyện xưa thành tựu, đã từng ở chỗ các đức Phật đời trước trong các căn lành. Này đồng tử, thuở xưa ở trong Diêm Phù Đề này có một vị pháp sư tên là Thật Ý, thọ trì kinh điển Tam Muội như vậy, đi vào cung vua làm bậc thiện tri thức, vì có lòng đại bi nên hay cứu tế lợi ích và thương xót chúng sinh. Vị vua ấy rất thích hợp làm tỳ kheo này để nghe lời pháp ngữ không bao giờ chán, nên đi đến chỗ tỳ kheo để phụng sự, thân cận và cúng dường, thưa hỏi thỉnh vấn những điều khó nghe và nói, và vua có thể thọ trì, có thể trả lời khéo léo. Khi ấy vị tỳ kheo này khéo hiểu ý nghĩa rộng rãi và tóm lược về tướng thu nhiếp oai nghi các hạnh thảy đều đầy đủ, khéo hay thông đạt về ấm giới các nhập, khéo biết tất cả chúng sinh về sự hòa hợp phân ly, ly rồi lại hợp, còn biết oai nghi các hạnh tập tánh ưa thích của chúng sinh, khéo biết về căn lực tinh tấn của chúng sinh, khéo biết tập tánh trí tuệ sai biệt, khéo biết sự tương ưng bất tương ưng, ngôn ngữ thù đáp với nghĩa quyết định, biện tài thâm diệu, cũng hay khéo biết điều phục chúng sinh, mỉm cười trước khi nói, ai thấy cũng ưa thích, xa lìa sự đối đắm, trong lòng rộng rãi, an trụ nơi tâm đại bi tương ưng với bốn vô lượng tâm như vậy, tất cả dị luận không thể phá hoại. Này đồng tử, bây giờ vua Trí Lực có một người con cái tên là Trí Ý, tuổi mới 16, nhan mạo tuyệt vời, hình sắc thù diệu, tôi dung tròn đầy, chẳng thiếu thứ gì. Vị tỳ kheo Thật Ý là đạo sư của vua, khi ấy tứ đại của tỳ kheo này không được điều hòa. Trên đầu gối chân mặt của tỳ kheo sinh một cái mụn đen nguy hiểm, khó trị cho lành, tất cả thầy thuốc đều bỏ tay. Khi ấy vua Trí Lực thấy
Vì tỳ kheo bị bệnh rất khốn khổ, sợ vì này bị chết nên khóc lóc rơi lệ. Các cung phi, hoàng hậu và 8 vạn thị nữ cùng dân dân trong thành ấp của nước, thái tử, các quan, quân chúng, tướng soái, lính giữ cửa và nô tỳ đi theo hai bên vua và đại chúng khác thấy tỳ kheo này thảy đều khóc lóc. Này đồng tử, bây giờ vua Trí Lực trước đây có người thân quý mạng chung được sinh lên trời, trong giấc mộng hiện ra khuyên vua nói rằng vì tỳ kheo bị bệnh ấy cần phải lấy huyết tươi của đồng nữ vua Giao Cấu mà rửa và thoa lên mục, lại dùng thịt của đồng nữ ấy mà nấu canh dùng các mùi vị trộn đều rồi ăn với cơm thì bệnh sẽ lành, nếu không có thứ thuốc ấy thì nhất định khó lành được. Khi vua Trí Lực thấy mộng như vậy, thức giấc thì trời sáng, liền đứng dậy đi vào hậu cung, tập hợp các cung nhân lại. Nhà vua nói rõ giấc mộng ấy rằng: ta thấy mộng ấy, ai là người có thể cho thuốc này cho tỳ kheo bị bệnh để vị thiện tri thức này bậc nói về thiền đạo được lành bệnh? Này đồng tử, bây giờ tất cả cung nhân thệ nữ trong và ngoài đều không dám hy sinh. Lúc ấy Trí Ý nghe vua cha nói như vậy, biết tỳ kheo bị bệnh đó cần thứ thuốc như vậy, nên hoan hỷ nghĩ rằng: như lời cha ta đã nói, hiện nay thân ta chưa từng giao hợp nên đem máu thịt tươi này dâng cho tôn giả. Ở trong nội cung, ta là người nhỏ tuổi nhất, hết sức kính trọng vị pháp sư A Xà Lê này, thân khẩu ý thanh tịnh, cầu trí vô nhiễm, nên đem máu thịt thân này dâng cho pháp sư vô trước, rồi đem thịt của thân mình trộn đều với các mùi vị khác. Ta nên dâng thuốc cho tỳ kheo bị bệnh này để đại sư của ta bệnh khổ tiêu trừ, bình phục như cũ. Bây giờ công chúa Trí Ý liền dùng dao bén, hết lòng trụ nơi pháp, cắt thịt bắp vế của mình, máu tươi chảy ra, đem thịt tươi ấy điều hòa các vị để nấu canh thịt, dùng bát vàng đựng máu trên thân dâng cho vua. Nhà vua cho người mời vị tỳ kheo bệnh vào cung, ngồi trên ghế trước vua cha của ta, lấy máu rửa mục xong lại thoa lên mục cho vị tỳ kheo. Công chúa lại đem thứ thịt của mình hòa với các vị ngon khác nấu thành canh. Vì để được phước nên dâng cúng cho pháp sư. Khi ấy vị tỳ kheo này không biết không hay không nghi là có tội nên liền ăn vào. Vị tỳ kheo bệnh khi ăn món ăn ấy vào liền hết khổ hoạn, bệnh khổ của pháp sư đã hết, thân được an lạc, nên vị vua Trí Lực nói diệu pháp thù thắng. Vì câu tá muội này nên khiến cho 1 vạn 3 ngàn các thệ nữ ở trong cung vua phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ vua Trí Lực liền nói bài kệ hỏi công chúa: từ đâu con được thứ thuốc này, thịt người tươi ngon và máu nóng, để nấu canh ngon cho người bệnh, khiến tỳ kheo này được an lạc? Con bảo người nào đi giết ai mà được thứ thịt tươi như thế, dùng các vị khác để hòa hợp, lại được máu sạch để thoa rửa. Khi pháp sư ăn món ăn ấy và dùng máu tươi thoa đắp mục, trị lành tai họa ác như vậy, khiến cho tôn giả được vui mừng. Nhờ vị thiên thần, bà con sư, nói trong mộng ta lời như vậy, nếu kiếm được thứ thuốc như vậy mới chữa được bệnh tỳ kheo ấy. Phải dùng máu nóng nơi thân người đắp rửa mục độc của pháp sư, điều hòa thịt người thật thơm ngon rồi dâng lên cho vị ấy dùng. Tỳ kheo chỉ dùng phương thuốc ấy, bệnh hoạn lập tức được tiêu trừ, chỉ có thuốc ấy mới cứu được. Vua nên kiếm mau chớ chậm trễ. Ta tỉnh giấc rồi từ giường dậy, liền vào hậu cung nói lời ấy. Tất cả cung nhân nghe nói xong, thảy đều lo sợ đứng im lặng. Lúc ấy ta lại bảo cung nhân, nếu ta làm được việc như vậy, bằng máu thịt tươi của thân mình hòa quyện với các vị ngon khác, dùng thức ăn ấy dâng cho ngài, lại lấy máu sạch để rửa đắp một ác tánh ấy của tỳ kheo, chỉ phương thuốc ấy mới trị lành. Nếu không dùng thứ thuốc như vậy để trị mộng độc của tỳ kheo, pháp sư chắc chắn phải bị chết, bởi vì không có thuốc, không có thứ thuốc ấy. Khi đó cung nhân nghe vậy rồi, thảy đều im lặng không dám nói. Không ai làm được tuệ thí ấy, phương thuốc bằng máu thịt như vậy, cho đến tất cả người ba cõi đều không thể bỏ thịt thân mình. Trong cung lời ta đã vang khắp. Im lặng không một ai hưởng ứng, lòng ta kính trọng tỳ kheo này, mọi người ai cũng yêu thân mình, bởi họ luyến tiếc thân của họ, không thể cắt bỏ máu thịt mình. Lành thay con kiếm được, con kiếm thuốc ở đâu? Khi ta nghe rồi tâm hoan hỷ, nghe cha tôn trọng lời thắng diệu, tâm vua dũng mãnh không khiếp nhược. Đồng nữ Trí Ý thưa cha rằng:
Mâm cha lắng lòng nghe con nói. Nhờ không ái luyến thân của mình, cũng không chấp trước nơi ngã tưởng, nên mới dũng mãnh bỏ thân mình để cầu vô thượng Bồ đề vậy. Với mong vua cha lại lắng nghe, muốn kiếm thịt người không thể có, nên con liền cắt thịt đùi mình, điều hòa các vị dân pháp sư, không giết người khác chẳng tử thi, các thân để làm lợi ích lớn. Tỳ kheo đã được hết bệnh khổ, con cũng sẽ được vô lượng phước. Vua liền hỏi: khi con các thân không thể chịu nổi khổ bức bách, con mau đem thuốc đắp vết thương, chứ để thân mình bị thống khổ. Nghe lời vua cha xót lòng nói: quý mong đại vương hãy lắng nghe, nghe ân sau ấy hành chánh pháp, nghiệp quả như vậy chẳng nghĩ bàn. Con nghe cha nói lời vị trời nên không luyến tiếc thân mạng mình, dùng tâm kính tính kính mà dâng cúng, cho nên tự cắt máu thịt tươi, đem thân thể mình làm lợi ích để trừ bệnh độc của tỳ kheo, để con đã được vô lượng phước, đổi thân mong manh lấy thân chắc. Công chúa lại nói lời như vậy. Quý mong phụ vương lại lắng nghe, nghe được thật pháp nguyện thọ trì, quán nghiệp quả ấy chẳng nghĩ bàn. Thuở xưa đã tạo nghiệp bất thiện, chúng sinh do si đọa ác đạo, thịt thân tiêu hết lành trở lại, cho nên nghiệp báo khó nghĩ bàn. Ban đầu chỉ có xương cốt tiêu, nháy mắt thịt thân hiệp trở lại, huống lại tạo tác các nghiệp thiện. Tùy tâm mong muốn đều toàn nguyện, tuy các thịt thân không thấy đau, vết thương chảy máu cũng không khổ, nếu khi cắt đứt cả thân phần, nhờ trụ nơi pháp nên không đau. Con rất yêu thích nơi chánh pháp, cho nên cắt thịt để hiến dân, tất cả hữu vi giống như mộng, vết thương lành lại giống như xưa, giống như hoa ưu đàm bát la, trải vô lượng kiếp mới xuất hiện. Pháp sư tỳ kheo cũng như vậy, cõi chim phù đề một lần thấy, chói sáng như đống vàng chim phù, có ai ngắm nhìn mà thấy chán. Pháp sư thật ý cũng như vậy, trời người chiêm ngưỡng không biết chán, vì như uống được ly nước mát, liền hết nóng bức vì khát nước. Pháp sư tỳ kheo cũng như vậy, tiêu trừ khát ái cho chúng sinh, con đem thịt mình dâng pháp sư, và thấy máu tươi nơi thân mình, trừ khổ tứ đại của pháp sư, những điều con làm Phật khen ngợi, bậc thánh thành tựu đức tương ưng, và trụ vào định tối thắng ấy, con đã cúng dường tỳ kheo kia, mong phước thiện này được thành Phật. Như hương thơm phức thật đáng yêu, hương tùy thuận thời hơn chiên đàn, diệu hương song khắp đâu cũng có, người trì giới định cũng như vậy, giống như tu chi rất đoan nghiêm, chiếu khắp mười phương thật khả ái, được sáng mặt đất và hư không. Pháp sư trì giới cũng như vậy, nếu ai thanh tịnh và tinh thích, xây dựng bảo tháp rất thánh diệu, là có người khác đến cúng dường, người tạo càng thêm phước tối thắng. Pháp sư thuyết pháp cũng như vậy, con nhờ tịnh tâm được an ổn, bỏ thịt máu tươi của thân mình, nay con đã tạo tháp chánh pháp. Nếu có tháp miếu sắp đổ nát, bậc trí gìn giữ không lay động, nếu có người đến cúng dường pháp, khiến cho người ấy được thắng phước. Tỳ kheo biết tháp pháp cũng vậy, con dùng thuốc hay trị bên ngoài, ngày nay diễn thuyết pháp thắng diệu, dẫn chúng sinh đến đạo vô thượng. Nếu như tỳ kheo pháp sư chết, pháp ấy làm sao mà được nghe? Phụ vương nên biết tỳ kheo chết, liền mất đi tam ma đề này, pháp sư cũng như đèn tịnh diệu, trị lành phiền não của chúng sinh, an trụ tam ma đề rộng lớn, cứu thế chúng sinh trong đường ác. Việc làm tỳ kheo không thể lường, thường luôn an trụ tâm rộng lớn, đã khéo học cứu nghĩa quyết định, các dị luận không thể phá hoại, ở trong vô lượng ức số kiếp, vĩnh viễn không còn tỏ thân nữ. Như Phật đã nói phải kính pháp, con đã cung kính vị pháp sư, thế giới Phật ấy như hàng xa, đầy khắp Phật báu dân Như Lai. Nếu ai tịnh tâm cúng một ngón chân, phước này hơn kia rất tối thắng. Như vậy nữ nhân sau khi chết liền được trông thấy ngàn ức Phật, ở chỗ Phật ấy được xuất gia tọa trì thắng tam muội như vậy, ở chỗ chư Phật lượng túc tôn, cho đến sau khi bát niết bàn, tất cả như vậy thường xuất gia, Phật tự thanh tịnh không ô nhiễm, cũng ở chỗ Như Lai đăng minh trong pháp Phật đó tu phạm hạnh. Lúc đó con được chuyển thân nữ làm đại pháp sư nói thắng pháp. Vua trí lực ấy là Di Lặc, thường luôn dụng mãnh hộ trì pháp. Pháp sư chính là Phật Nhân Đăng. Vương nữ tuổi xưa là thân ta, hay bỏ thân mình không luyến tiếc, công đức cúng dường bậc tự tại,
luôn luôn xa lìa tâm xỉm khúc để cầu được tam muội như vậy. Thấy tỳ kheo ấy bị bệnh khổ, lúc đó bao nhiêu người khóc lóc, tất cả thảy đều được thông thoái, rốt ráo xa lìa các đường ác. Người ấy không còn các phiền não, xa lìa hủy báng và bệnh khổ, đầy đủ năm căn không tàn khuyết, tâm cũng không có các ưu sầu, tất cả đều đoan nghiêm thù diệu, công đức oai thần thường chiếu sáng. Ba hai tướng trăm phước trang nghiêm đều nhờ cúng dường người bệnh vậy, ở trong pháp ta đều xuất gia vào thời mạt thế sau cùng này. Nếu thọ trì tạng chánh pháp ta, họ sẽ được thấy ngàn ức Phật. Thọ trì cung kính pháp của ta, đó là nhiếp trì giống Bồ Đề. Lợi ích rộng rãi các chúng sinh sẽ thấy được Đức Phật A Xuất. Nghe ta hành hạnh thắng Bồ Đề, liền đạt được điều thánh mến yêu. Tất cả việc trang nghiêm thuở xưa, dâng hiến cúng dường các Như Lai, tỳ kheo đa văn trì cấm giới, thế rồi tịnh tâm mà phụng sự, lại hay xa lìa các sân mạng, hàng làm phước lớn thật tối thắng, xa lìa tất cả sân mạng rồi, cúng dường con ta người hộ pháp. Vô lượng ức kiếp lìa tâm tối, quyết không đọa vào các ác đạo. Tâm tranh tụng phải đọa ác đạo, tuy trì cấm giới và đa văn, cúng dường chư Phật rộng bố thí, yên tịnh thiền định chẳng ích gì. Bây giờ trưởng lão A Nan từ tòa đứng dậy, bày áo vai phải, có phải quỳ xuống đất chắp tay hướng Phật tu rằng: Bạch Thế Tôn, con ở chỗ Đức Như Lai ứng chánh biến tri, có điều muốn thưa hỏi, mong Đức Như Lai cho phép. Tùy theo sự thưa hỏi xin giải thích cho. Bây giờ Phật bảo A Nan: Ông hãy ngồi lại chỗ mình. Như Lai bật ứng chánh biến tri, cho phép ông tùy ý hỏi, ta sẽ giải đáp để tâm ông được hoan hỷ. Khi ấy trưởng lão A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời bậc Tu Đà Già Đa, con xin vâng lời bậc Bà Già Bà đã cho phép con thưa hỏi. Bây giờ trưởng lão A Nan vui mừng thưa rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mỗi một Bồ Tát hành hạnh Bồ Tát bị chặt tay chân và cắt tai mũi hay móc hai mắt, chặt từng phần trong thân thể, gặp các thứ khổ như vậy thì đều nhẫn chịu mà không thoái chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo: Này A Nan, nếu ông biết ta vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nên chịu đựng biết bao thống khổ thì ông không nỡ mở miệng, huống chi là hỏi. Này A Nan, giả sử có người từ chân đến đầu bỗng nhiên bốc cháy, nếu có người khác đi đến chỗ người ấy mà nói rằng: Này trượng phu, với thân thể bị lửa bốc cháy như vậy vẫn hưởng thụ năm dục lạc, tùy ý thọ nhận ca múa vui chơi. Phật bảo: Này A Nan, ý ông thế nào? Thân người ấy bị lửa bốc cháy hừng hực thì có thể tùy ý mà hưởng thọ sự ca múa vui cười đùa giỡn với năm thứ dục lạc chăng? A Nan bạch Phật: Thưa không, bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo: Này A Nan, lửa trên thân người ấy chưa tắt mà vẫn có thể hưởng thọ thú vui ngũ dục ca múa vui chơi. Như Lai thì không như vậy. Thuở xưa lúc hành Bồ Tát hạnh, ta thấy chúng sinh ở ba đường ác tọa khổ và các nghèo nàn hoàn toàn chẳng có sự vui sướng. Này A Nan, nếu thời quá khứ khi Bồ Tát tu hạnh, Bồ Tát thành tựu giới không khuyết, giới không thủng, giới không lỗi, giới không tạp, giới không thủ, giới không động, giới không ô trược, giới không hoại, giới không thô thiển, giới không hiện tướng, giới không trái ngược, giới chánh trực, giới như lời thề trọng yếu, giới nhiếp hộ chúng sinh. Này A Nan, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh thành tựu các giới như vậy, không gặp sự chặt tay chân, cắt tai, mũi, chặt đầu, móc mắt và các bộ phận khác trong thân, cũng không thọ lãnh các khổ, mau chóng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này A Nan, về thời quá khứ A Tăng Kỳ kiếp rộng lớn vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, không thể xưng, không thể lường, không có ngàn mé. Lúc ấy có một Đức Phật hiệu là Bảo Liên Hoa Nguyệt Tịnh Khởi Vương Phật, Như Lai ứng cúng chế biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thế nhân sư Phật Thế Tôn. Này A Nan, Đức Phật bảo Liên Hoa Nguyệt Tịnh Khởi Vương ấy thọ đến 99 ức na cho tha trăm ngàn kiếp. Đức Phật ấy trong suốt thời gian đó độ 90 ức trăm ngàn chúng sinh an trụ không thoái chuyển nơi Phật pháp. Này A Nan, sau khi Đức Như Lai bảo Liên Hoa Nguyệt Tịnh Khởi Vương ứng cúng chế biến tri đã bác Niết Bàn, lúc chánh pháp đã diệt, trong thời mạt pháp đối với Tu Đà La này có vô lượng chúng sinh chán ghét, có vô lượng chúng sinh vứt bỏ, lúc ấy hết sức hãi hùng, lúc ách nạn lớn,
Lúc không có mưa hay mưa nhiều, mưa không đúng thời, lúc đói kém, lúc tà kiến, lúc cầu mong ngoại đạo thuyết giáo, lúc ác thú dạ xoa, lúc sấm sét mưa đá, lúc hủy hoại bồ đề của Phật. Có 7.000 Bồ Tát ở thành ấp đô thị của vua, tụ lạc của nhân dân. Từ đó ra đi đến ăn trụ trong rừng Phổ Hiền cùng với Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt. Khi ấy vị tỳ kheo kia nói pháp môn Đà La Ni cho mọi người nghe. Này A Nan, Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt ấy, và một thời ở riêng một mình tĩnh tọa, dùng thiên nhãn giới thanh tịnh hơn người thường. Thế nhiều ức Bồ Tát trồng các căn lành ở thế giới của Đức Phật các, lúc chết lại sinh chỗ này. Nếu họ được nghe pháp môn Đà La Ni này, liền được không thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu họ không được nghe pháp môn Đà La Ni này, liền bị thoái chuyển quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Pháp Sư Thiền Hoa Nguyệt nghĩ như vậy xong, liền từ Tam Muội đứng dậy đi đến chỗ chúng Đại Bồ Tát ấy nói rằng: Này các thiện nam tử, nơi tôi muốn đến thành ấp tụ lạc diễn nói pháp yếu cho chúng sinh. Bây giờ chúng Đại Bồ Tát bạch Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt: Tất cả các Bồ Tát chúng tôi không muốn dân giả ra khỏi khu rừng này, đi đến tụ lạc thành ấp đô thị của vua ấy. Vì sao? Vì có rất nhiều tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di, ngã mạn trong thời tượng Pháp muốn sát hại người. Khi ấy Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt thưa với chúng Bồ Tát: Nếu tôi luyến tiếc thân mạng thì không thể giữ gìn các Phật Pháp ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Khi ấy Pháp Sư liền nói bài kệ: Luôn luôn không trụ nơi ngã tưởng, mới hộ trì được Pháp Như Lai, thắng Bồ Đề rộng lớn chư Phật. Trong đời ác thế hay thị hiện, nếu lìa tất cả chấp ngã tưởng, cũng lìa chúng sinh và thọ mạng với các sắc thanh hương vị xúc, hãy sớm xa lìa hộ Phật Pháp. Nếu cúng trăm ức na do Phật, tính tâm thanh tịnh thí Phật ngon, cúng thí đèn, vòng hoa phướng lộng, cho đến hằng xa nhiều ức kiếp, nên lúc mạt thế chánh pháp suy, khi Phật Pháp sắp diệt như vậy, có thể hộ pháp một ngày đêm, công đức như vậy hơn người kia. Ta là thánh sư tử loài người, lúc chánh pháp diệt mà không hộ, không thể gọi là cúng dường Phật, cũng không thể gọi kính đạo sư. Các ngươi an lạc tư tự lợi ích, khi biết hộ vệ nơi thân mình, trong chánh pháp luật chớ phóng dật, nên thường an trụ tu hành từ, hộ trì chánh giới không tạp loạn, thanh tịnh sáng ngời không có uế. Đó là cúng dường tất cả Phật, các Như Lai, quá khứ, hiện tại, bố thí pháp bảo luôn tu nhẫn, tập định chỗ vắng khéo điều phục, lìa các đấu tranh hành nhân tốt, đi đến thành ấp cứu chúng sinh, thắng tiên đại trí sắp niết bàn. Có người thương khóc hoặc đảnh lễ, mong thấy rừng cây hương khả ái, bậc trí chớ đi, chớ cứu tôi, cứu chúng tôi. Thuở xưa đạo sư khắp mười phương, các căn tịch tỉnh khéo điều phục, đi đến núi rừng chỗ tịch tỉnh, thẳng tới vô thượng thắng Bồ Đề, lại hay khéo hành nhân Bồ Đề, tu tập phước đức và trí tuệ, ở rừng tùy thuận mà học tập, mong đại thánh oai đức chớ đi. Thân người tướng tốt thật phi diệu, đầu tóc xanh đen thật khả ái, da dẻ sáng ngời như núi vàng, chiếu diệu rực rỡ nơi đại địa, tướng lông giữa mày rất khả ái, giống như ngọc báu ánh sáng trắng, cho khiến người khác sinh đố kỵ, mất mạng vì quốc chủ đại thần. Này A Nan, lúc đó Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt liền nói bài kệ với chúng Bồ Tát ấy: Các Như Lai ở thời quá khứ, bậc nhất thiết chủng trí lậu tận, thể đều lợi ích cho ba cõi, chứng quả vô thượng thắng Bồ Đề. Vì cầu Bồ Đề tu nhân tốt, do nhóm phước đức và trí tuệ, học tập như vậy thường tu hành, vì muốn cứu độ các chúng sinh, tất cả nhiễu quan trí thần tiên, cúi đầu sát chân mà kính lễ, ngưỡng mộ tán thán đều kêu gào, lớn tiếng khóc than rất bi thảm, có người trên cao rơi xuống đất, chết ngất giống như cây lớn ngã, không nghe lời ngài bị thoái chuyển, phước tiên vì lợi các chúng sinh. Tiên cầm y bát muốn giả từ, giống như sư tử chúa hùng mãnh, chẳng hề lưu tâm chuyện mất còn, bảo vệ an trụ nơi pháp tánh, chế bảo ta sống trong núi rừng, tôn giảm căn lành của chúng sinh. Ngài liền đi đến thành ấp ấy vì muốn lợi ích các chúng sinh. Này A Nan, bây giờ Pháp Sư Thiện Hoa Nguyệt liền đi đến thôn xóm thành ấp vì chúng sinh mà thuyết pháp. Vị tỳ kheo ấy vào lúc sáng sớm
khiến cho trên đất chúng sinh đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi bất thoái chuyển. Sau đó ngài thưa lớp tiêu hành đi đến thành vua Trân Bảo, ngồi dưới cây Tất Bát La. Khi vị tỳ kheo này ngồi thiền từ đêm cho đến sáng thì đi vào trong thành, làm cho 36 ức chúng sinh đều không thoái chuyển ở nơi Phật Pháp. Bây giờ vị tỳ kheo ấy một ngày nọ không ăn, đi ra khỏi thành. Vua đến tháp thờ bóng thay Phật, đứng tại đó một cách cung kính trong một ngày một đêm, thì đến sáng sớm của đêm thứ hai, tỳ kheo ấy vẫn chưa ăn, lại vào thành vua Trân Bảo, làm cho 23 ức chúng sinh an trụ trong Phật Pháp không thoái chuyển. Ngày thứ hai, vị ấy vẫn không ăn, lại ra khỏi thành vua, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt đêm ngày. Khi đêm đã tàn, ngày sắp sáng, qua ngày thứ ba vẫn chưa ăn, là vào thành vua an trí cho 9 ức trăm ngàn chúng sinh ở trong Phật Pháp được không thoái chuyển. Đến ngày thứ ba, vị ấy vẫn không ăn, lại ra khỏi thành vua, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm. Hết đêm đến sáng, đến ngày thứ tư vẫn không ăn, là vào thành vua Trân Bảo, an trí cho 90 trăm ngàn chúng sinh trụ nơi Phật Pháp được bất thoái chuyển. Vào ngày thứ tư bỏ ăn, ra khỏi thành, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm. Hết đêm đến sáng, đến ngày thứ năm vẫn chưa ăn, là vào thành vua, an trí cho tất cả người trong cung của đại vương và dân chúng trong tụ lạc thành ấp ấy ở trong Phật Pháp mà không thoái chuyển. Ngày thứ năm không ăn, lại ra khỏi thành vua, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm. Hết đêm đến sáng, đến ngày thứ sáu vẫn chưa ăn, khiến cho 1.000 người con của vua đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đều không thoái chuyển. Ngày thứ sáu không ăn, đã ra khỏi thành vua Trân Bảo, đến tháp thờ móng tay Phật đứng suốt ngày đêm, cung kính hết đêm đến sáng. Đến ngày thứ bảy vẫn không ăn, đến cửa thành của vua. Bây giờ có vị vua tên là Dũng Kiện Đắc. Khi ở nhà vua, từ hậu cung đi ra, bước lên xe vàng, lan can bằng bạc trắng, chiên đàn thật tốt làm càng xe, tỳ đô ly làm bánh xe, bên trên có treo phướng lộng, trang sức bằng phan báu, cây báu trang nghiêm, các hàng lưới báu treo trên xe, có những tua lụa thòng xuống, có 800 đồng nữ nắm dây báu mà kéo xe báu. Các cô gái ấy đoan chánh, nhan sắc đẹp tuyệt vời, kẻ ngu thì sẽ đắm, nhưng người trí thì không mơ. Có 84.000 sắc lợi quý tộc giàu có theo hầu ở sau xe. Lại có 84.000 bà la môn quý tộc và 84.000 trưởng giả quý tộc đều theo hầu ở sau. Cũng có 500 ngọc nữ đeo các ngọc báu trang nghiêm đi phía trước nhà vua. Các cô gái ấy đồng lúc thấy vị tỳ kheo này nên được không thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. 680 vạn cung nhân đều thấy vị tỳ kheo này nên cũng được không thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mọi người đều cởi các thứ anh lạc và giày da báu, bày áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, đều chắp tay hướng về phía tỳ kheo ấy đảnh lễ cung kính đứng phía trước. Khi ấy có một người nữ nhờ đời trước đã trồng căn lành, liền xuống xe báu, bày áo vai phải, sửa lại y phục, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay kính lễ vị tỳ kheo ấy xong liền nói bài kệ. Hôm nay hào quang chiếu cùng khắp, ở tại đô thành vua Trân Bảo, chính là tỳ kheo đi vào thành, mọi người thấy đều đứng chiêm ngưỡng, đoạn trừ tất cả lỗi ái dục, cũng lìa sân nhuế và ngu si, cái trói buộc ganh ghét vọng tưởng, tất cả thể đều đoạn diệt hết. Bây giờ đại vương Dũng Kiện Đắc đang lúc dạo chơi không ai thấy, các con cùng với các quyến thuộc tất cả không ai đi theo vua. Tỳ kheo ở giữa chúng đại vương đoan nghiêm đặc biệt không ai bằng, giống như ngày trầm trăng tròn sáng, tất cả các sao đều vây quanh, thân như khối vàng trồng trang nghiêm, là như thợ giỏi làm tượng khéo, giống như hoa đẹp cây báu nở. Tỳ kheo đoan nghiêm cũng như vậy, là như đế thích đại oai đức, thiên chủ ngàn mắt dạo hư không, đành núi tu di vua đao lợi. Tỳ kheo vào thành cũng như vậy, giống như phạm vương giữa phạm chúng, lại như vua sinh hóa lạc thiên. Dạ ma dục giới rất đoan nghiêm, tỳ kheo vào thành cũng như vậy, như mặt trời chiếu diệu hư không, ngàn luồng ánh sáng trừ tăm tối, chiếu khắp tất cả 10 phương cõi. Tỳ kheo vào thành cũng như vậy, vô lượng kiếp đến rộng bố thí,
Hàng thường giữ giới không tạp uế, tu hành nhẫn nhục không ai bằng, dùng tướng nghiêm thân đẹp như vậy, hay sinh tinh tấn thánh khen ngợi. Tháng tâm dụng mạnh tu bốn thiền, khởi trí đoạn trừ lưới phiền não, cho nên tỳ kheo chiếu thế gian, Phật hùng tối thượng giữa loài người, quá khứ đã từng mưa thắng pháp, vị lai hiện tại cũng như vậy, đó là con Phật của Pháp Vương. Mâm tỳ kheo này thường còn mãi, sắc thân chiếu sáng tất cả đời, thấy ngươi oai đức và tiếng tâm, che quốc uy vua không thể hiện, chính tự thân ngươi chứng nơi Pháp, thọ hành lời Phật khắp thế gian, chúng tôi mong bỏ thân nữ này, cũng sẽ được như tỳ kheo kia. Tất cả cô gái đều chắp tay, nói kệ tốn trải các trang sức, vòng vàng thắng diệu ngọc anh lạc, bông tay và kiềng vàng đeo cổ. Mạnh như luân vương xem đại địa, dạ bốn thiên hạ nghĩ đến con, sát lợi quốc vương và tứ tánh. Đem tâm bình đẳng không thương két, tỳ kheo đã học đà la ni, phân biệt căn lực hợp chánh đạo, giống như trăng rằm giữa các sao, cũng như mặt trời sáng chiếu diệu. Quy mạng thập lực bậc điều phục, dù cả trăm kiếp khen không hết, nói cả vô lượng ngàn ức kiếp, không thể được phần đức nhỏ. Nếu chuyện pháp luân câu trí tuệ, khó thấy pháp vi tế vô cấu, sa môn ma phạm bà la môn, kính lễ y vương không ai bằng. Có nói kệ sau người hoan hỷ, tung rải vàng ngọc trải y báu, kế châu anh lạc giá trăm ức, dân cúng tỳ kheo vì bồ đề. Bây giờ vua Dũng Kiện đắc nghĩ rằng, tâm các cung nhân này đều thay đổi để chống lại ta. Vì sao biết được? Vì tất cả họ đều cởi ấn đeo tay, và ngọc anh lạc bày áo vai phải, cuối phải quỳ xuống đất chấp tay, đảnh lễ tỳ kheo ấy. Khi ấy vua Dũng Kiện đắc thấy tỳ kheo thiện hoa nguyệt, dung mạo đoan chánh, tự thấy thân mình không sánh bằng, liền kinh sợ, lo vị ấy đoạt ngôi vua nên hết sức phẫn nộ. Lúc ấy vị tỳ kheo này đứng trên đường của vua, bị bụi bay vào mắt, làm mắt chớp nháy. Khi ấy vua Dũng Kiện đắc nghĩ như vậy, tỳ kheo này có tâm ô nhiễm, đắm trước cung nhân của ta nên nháy mắt hò hẹn, vậy ai có thể giết tỳ kheo này? Lúc ấy vua Dũng Kiện đắc có 1.000 con trai theo hầu ở sau, ông liền gọi đến bảo: "Này các con, có thể giết tỳ kheo kia chăng?" Ngàn người con trai của vua chỉ kính dị tỳ kheo ấy nên không nghe lời vua cha. Nhà vua suy nghĩ như vậy: "Các con vẫn không nghe theo lệnh của ta, nay ta một mình không có bạn bè, vậy ai có thể giết được tỳ kheo kia?" Khi ấy nhà vua có người chiên đà la tên là Nan Đề, thường hay tàn sát độc hại, hung bạo, chẳng biết thương tiếc. Nhà vua thấy Nan Đề nên hân hoan vui mừng, nghĩ rằng chắc chắn người này sẽ vì ta mà giết tỳ kheo kia, liền gọi đến. Bây giờ Nan Đề liền đến chỗ vua. Nhà vua bảo rằng: "Này ngươi có thể giết tỳ kheo kia chăng? Nếu ngươi giết được người ấy, ta sẽ phong chức trọng thưởng." Nan Đề thưa: "Xin vâng, Tâu Đại Vương, thần xin theo lệnh của vua có thể giết được người ấy." Ngay ngày hôm đó, Nan Đề liền giết vị tỳ kheo ấy. Nhà vua bảo với Nan Đề: "Ngươi nên biết rằng nay đã đúng lúc nên cầm dao bén cắt tay chân, xẻo tai mũi tỳ kheo kia, vì ông ta đã dùng tâm ô nhiễm ngắm nhìn cung nhân của ta, hãy lấy móc sắt móc mắt ông ta." Khi ấy Nan Đề liền theo lệnh vua cầm dao bén chặt tay, xẻo tai mũi và móc hai mắt của tỳ kheo. Nhà vua giết vị tỳ kheo xong liền vào vườn cây. Bây giờ mọi người kêu khóc thảm thiết, lại đi vào trong thành vua Trân Bảo. Khi ấy vua Dũng Kiện đắc trong 7 ngày ở tại khu vườn, trong lòng không vui, không có cười giỡn, cũng không vui chơi. Qua 7 ngày, nhà vua từ khu vườn đi ra, rồi lại vào thành. Trên đường vua đi thì thấy thây của tỳ kheo này đã chết 7 ngày, nằm ở trên đường. Đã 7 ngày rồi mà hình sắc vẫn không thay đổi. Bây giờ vua Dũng Kiện đắc liền nghĩ: "Tỳ kheo này chết đã 7 ngày rồi mà thần sắc vẫn không thay đổi. Vậy đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chắc chắn đã được không thoái chuyển, không còn gì phải nghi nữa. Ta đã tạo nghiệp ác, chắc chắn phải đọa vào địa ngục thọ khổ không còn lâu nữa." Khi nghĩ như vậy, có 84.000 chư thiên ở trên hư không cùng nói: "Đúng vậy, này đại vương, như điều vua nghĩ, như điều vua nói,
Vị tỳ kheo ấy đúng là vị không thoái chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi vua nghe lời ấy thì kinh hãi run sợ, lông trên người dựng đứng, trong lòng hối hận. Bây giờ vua Dũng Kiện đắc trong lòng ưu sầu khổ não, sinh tâm hối hận nên nói bài kệ: Ta bỏ ngôi vua và thành ấp, kim ngân trân châu ngọc mani, ngu si không trí tạo nghiệp ác, ta nên cầm dao bén tự sát. Lúc xưa pháp sư Thiện Hoa Nguyệt, ba hai tướng tốt rất trang nghiêm, vào thành vua ánh sáng chiếu khắp, giống như trăng tròn vua các sao. Ta bị ái dục làm hoặc loạn, thề nữ vây quanh ra khỏi thành, bước lên xe báu sát lợi hầu, mắt đẹp đoan chánh ngày đi đến. Thề nữ thấy tỳ kheo hoan hỷ, với tâm hoan hỷ rải vòng vàng, tất cả người nữ đều chắp tay, nói kệ ca ngợi tỳ kheo ấy. Khi ta vui thích đi dạo chơi, sát lợi vây quanh ngồi xe báu, bỗng gặp người mắt đẹp đoan chánh là Như Lai Tử Đại Oai Đức. Khi ta thấy ngài sinh ý ác, ganh ghét sân hận tâm muốn hại, vì thấy tỳ kheo vào thành vua. Các cung nữ nhìn ngài hoan hỷ, hào quang chiếu khắp cả bốn phương, như trăng ra khỏi đám mây mù. Mọi người đều phát tiếng nói lớn, thề nữ thấy ngài đều hoan hỷ. Lúc trước ta nói lời tô ác, ra lệnh cho cả ngàn người con giết cấp tỳ kheo làm điều quấy, chính là đại oan gia của ta. Tất cả đồng tử đều trì giới, xót thương ái niệm tỳ kheo ấy, thấy đều không theo lệnh của ta. Lúc đó thân ta càng áo não, thấy tỳ kheo trì tịnh giới ấy, trí tuệ tương ưng như cha lành. Lúc đó ta giận nên bạo giết, không nghĩ a tỳ sau hối hận. Khi thấy nan đề đứng trên đường, làm người khổ não và độc hại, ta ra lệnh ác cho người đó, giết chết tỳ kheo như vòng hoa. Ở rừng Phổ Hiền rất đoan trang, các tiên cao vót hương thơm phức, các đại chúng ấy mất pháp sư. Giống như đứa con đã mất mẹ, tỳ kheo liền đến ở Hiền Lâm, để lợi ích lớn cho mọi người. Nay người đã vào thành vua này, mọi người đi theo đều khóc lớn, hoa đẹp tràn phan để bên phải, bên trái đoan nghiêm cũng như vậy, dùng các y đẹp trải trên đường. Tỳ kheo liền đứng nói diệu pháp: Ngài vào thành vua đã lâu rồi, đồ chúng chắc phải buồn thương lắm, lúc Phật pháp ngài chưa diệt tận diệt, không để đoạn mất mạng của ngài. Giả sử có người oai thần lớn, tiếng tâm vang khắp cả mười phương, đầy đủ thế lực hơn đại địa, hào quang che khuất 3.000 cõi, thoát mũi tên khổ lìa ưu sầu, được thánh hoan hỷ tương ứng pháp. Hoặc họ thấy nghe còn ưu não, hướng các thế gian không mê mờ. Pháp sư hoa nguyệt như núi chúa, ba hai tướng tốt thật trang nghiêm, như các cô cá tranh vòng hoa, làm cho đứt ra từng khúc đoạn, ta tạo nghiệp bất thiện cực ác, đọa ngục A Tỳ không thể cứu, đã xa lìa chỗ của chư Phật, bởi vì các đức thân tỳ kheo, con cái, thân nhân chẳng cứu ta, phục tướng, quý tộc và tôi tớ. Ta đã tạo nghiệp ác nặng ấy, tất cả mọi người không thể cứu, tất cả Phật quá khứ vị lai, và cả mười phương hiện bây giờ, đạo sư tập lực lìa phiền não, tâm như kim cương con quy y. Thấy tỳ kheo ấy dứt từng phần, chư thiên kêu khóc và sầu não, đến bảo các chúng Bồ Tát kia, tỳ kheo Hoa Nguyệt bị vua giết. Bậc Pháp Sư thông minh trí tuệ, đủ đại oai đức tiếng vang lừng, Bồ Tát An Trú Đà La Ni, nay bị giết chết ở thành vua. Trời vô lượng kiếp rộng bố thí, hộ giới bất động không tạp uế, hay tu dẫn dục không ai bằng, nay bị giết chết ở thành vua. Từ vô lượng kiếp thường tinh tấn, thắng tâm tăng thượng tu giới tu tứ thiền, bậc trí tuệ hay đoạn phiền não, nay bị giết chết ở thành vua. Vứt bỏ tất cả thân yêu mến, cũng không quyến luyến về thọ mạng, từ rừng Phổ Hiền ngày đi ra, nay bị giết chết ở thành vua. Đại chúng trong rừng vào thành vua lớn tiếng buồn khóc và kêu gào, thấy thân tỳ kheo đứt từng đoạn, tất cả chết ngất nằm dưới đất. Cái tỳ kheo ấy hỏi vua rằng: Đại vương pháp sư có lỗi gì, trời giới không quyết tiếng thâm lớn, hay biết vô biên việc đời trước, đối với tổng trì được cứu cánh, khéo hiểu thế gian đều không tịch, vì các chúng sinh hiện vô tướng, xả bỏ tất cả các nguyện tưởng, diễn thuyết tiếng phi diệu khả ái, các căn tịch tịnh khéo điều phục, biết rõ quá khứ việc đời trước,
vượt trên tất cả các thế gian, sẽ được trí tự nhiên của Phật hết sức hy hữu với thế gian, mắt tịnh thấy rõ không chướng ngại, chính vì lòng từ nên chiếu soi, tham ái chấp dục rất ô uế. Hay sinh khổ não không lên trời, nếu người tạp dục lìa đa văn gọi là người tổn giảm trí tuệ, đam mê ái dục là người mù, hay làm thương hại cha mẹ mình cũng là hay hại người trì giới, cho nên cần phải vứt bỏ dục. Đại vương nếu huân tập ái dục liền mất oai đức thắng tự tại, sẽ vào địa ngục thật độc ác, sinh nơi cực khổ rất hại hùng. Giết đại pháp sư giỏi thông tuệ, tạo tác nghiệp ác lớn như vậy, nếu ai dốc chí cầu bồ đề thì phải xa lìa ác như vậy. Sắc thanh hương vị xúc thù thắng, tâm ấy của dũng mãnh hay vứt bỏ, thân ý đều không như huyện hóa, mắt tai mũi lưỡi cũng như vậy, tu tập thế giới không ai bằng, nhẫn nhục tinh tấn cũng như vậy, đã đạt thiền định trí rốt ráo, hay làm lợi ích các chúng sinh, tất cả thế gian các trời người, hay đem lòng từ quán Như Lai và mắt hay trừ tâm tối lớn, ngộ hiểu thượng bồ đề tối thắng, hoan hỷ tinh tâm bỏ lầu cát, voi ngựa xe cộ và giường chõng, tất cả xe thuốc và trâu dê, các thành ấp tụ lạc trong nước, vứt bỏ ngôi vua và vàng bạc, trân châu pha lê và san hô, đầu mắt vợ con đều đem thấy, để cầu vô thượng bồ đề vậy, hoan hỷ cúng dường không ai bằng, hoa đẹp hương xoa và hương bột, các thứ tràng phan và phước lộng, tiếng ca mỹ diệu các thứ các kỹ nhạc. Ở trong các hữu lìa nguyện tưởng, vì biết rõ ba cõi là không, đó là tướng mười lực trang nghiêm, hà quang chiếu khắp cả mười phương. Hai cõi sắc dục không tham đắm, cùng với vô số sắc cũng vậy. Nếu trụ tâm trì của Bồ Tát, phải bỏ ba cõi như da rắn, không có tưởng ngã, tưởng chúng sinh, cũng không tưởng nam và tưởng nữ, chuyên tu phạm hạnh, không ô uế. Vì Bồ Tát an trụ tâm trì, nếu không tưởng việc có việc không, tưởng an không an cũng như vậy. Chẳng phi số tưởng, chẳng số tưởng, vì trụ tâm trì của Bồ Tát, chẳng có có tưởng thể đều không, chẳng có mạng tưởng, chúng sinh tưởng, chẳng có tưởng thôn và tưởng thành. Vì Bồ Tát an trụ tổng trì, chẳng phi tưởng tham, chẳng tưởng tham, chẳng phi tưởng sân, chẳng tưởng sân, chẳng phi tưởng si, chẳng tưởng si. Vì trụ tổng trì Bồ Tát vậy, nơi các căn và các lực ấy, đạo phẩm thiền định đều không đắm, có thể vứt bỏ hết ba cõi. Vì Bồ Tát an trụ tổng trì, không bị ô nhiễm bởi tham sân, cũng không si loạn, không vua nịnh, gặp Phật tập lực đem cúng dường, bậc trí không mong sinh lên trời, nghe pháp thâm diệu từ người khác, không sinh tất cả các nghi hoặc, như đồ đựng đầy dầu thanh tịnh, tướng tận vô tận lý cũng vậy. Chính vì tham luyến nên sinh ái, cho nên gọi là đại phiền não. Cũng vì sân hiềm nên khinh ghét, cho nên gọi là ác khủng bố. Bậc trí xa lìa nhị biên này, cho nên hướng đến thắng bồ đề, được làm tập lực nhân ngưu vương, vượt lên tất cả các thế gian, bỏ hết tất cả việc trong ngoài, an trụ trong pháp tánh thực tế, hội trì cấm giới thật thanh tịnh, không không thủng, không tuyết, không uế trượt. Đối với tịnh giới không xen tạp, cũng lại không pháp yết ma ấy, người trí vứt bỏ cả nhị biên, mới ngộ đại bồ đề vô thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội quyển 8 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về cấp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.